Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh chi tiết Cbiz Diamond 150 xe đã về Việt Nam với mức giá bán chính thức 63 triệu đồng. Giá bán của Cbiz Diamond 150 xe ở Việt Nam chỉ dừng ở mức 63 triệu đồng. Đây là mẫu Mini Sport mang phân khúc 150cc đến từ hãng xe Cbiz Racing. Dòng xe này đã để lại ấn tượng rất mạnh mẽ với thiết kế góc cạnh đậm chất thao. Dòng xe này mang cảm hứng từ cái chiếc Superbike Ducati Panigale V4 đình đám đến từ Ý. Trong cái tháng 4 2008 vừa qua, Cbiz Diamond 150 xe đã được công ty tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc và có mức giá bán chính thức ở thị trường Việt Nam từ 63 đến 64 triệu đồng tùy từng phiên bản. Cái chiếc Diamond 150 xe 2008 có thiết kế hoàn hảo với kích thước dài nhưng rộng nhưng cao lần lượt 1835 nhân cho 750 với 1050mm. Kích thước này phù hợp với thể trạng của người Á Đông. So với kích thước của chiếc Super R150R dài nhưng rộng nhưng cao lần lượt 1983 nhân cho 694 với 1083mm thì cái chiếc xe đến Thái Lan gọn gàng hơn về chiều dài và nhẹ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó là những công nghệ hiện đại như cặp đèn ở bên tích hợp thêm cái giải đèn mirrorless tựa trải dài tựa như ánh mắt của chiếc Ducati Panigale 4. Hai bên là cái đèn xi nhan dạng LED cho ánh sáng là tối ưu nhất. Cái đồng hồ hiển thị với dạng LCD như người anh em của mình là cái chiếc Diamond 100 xuất hiện trước đó, nhưng nó được tinh chỉnh lại với nhiều chức năng tối ưu hơn. Phuộc trước dạng upside down với vỏ phuộc phía trên ống ánh sắc vàng cực đẹp. Hệ thống phanh đĩa trước và sau. Tuy do tiết kiệm chi phí nên chưa được trang bị hệ thống ABS. Cả hai lớp của dòng xe này đều do hãng Rally cung cấp với kích thước trước sau lần lượt 120x70x14 và 140x70x14. Phần cao tích hợp đèn LED với cái xi nhan rời đúng phong cách một chiếc Honda Super R150R. Ống bô đúc gầm gọn gàng cho thân xe. Cbiz Diamond 150 xe 2008 được trang bị động cơ sinh đơn dạng đứng với dung tích 149cc 4 thì với tỷ lệ nén 9.2:1. SOC làm mát bằng gió tự nhiên. Con tài hộp số cấp. Công suất cực đại và moment xoắn cực đại vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng theo hãng công bố thì mẫu xe này có thể đạt tốc độ tối đa hơn 125km/h. Hiện tại thì cái chiếc Diamond 150 xe sẽ có hai phiên bản bán ở thị trường Việt Nam. Với phiên bản Luxury gồm những màu như đỏ, đen và trắng thì có mức giá bán là 63 triệu đồng. Còn phiên bản Sport Edition gồm những màu như đỏ trắng và xám trắng thì có mức giá bán là 64 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT, chưa phí trước bạ và biển số. Với tầm tiền này để sở hữu được cái mẫu Moto Diamond 150 xe 2008 vừa có thiết kế đẹp, chất lượng cũng tốt, nhìn đúng chất như nhà Ducati. Thế này thì đợt đáng đồng tiền bắt gạo phải không chê? Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.